EQ đi, vào EQ đi, vặn xuống EQ đi. Không, back lại, đây này, nút back ở đây này. Đây, nó nút back ở đây. Bây giờ anh nó ba ra back, rồi anh vặn xuống. Vào phần... EQ này. Băng 1, băng 2. Đây là chế độ mặc định, có mấy chế độ nhưng mà không phải bỏ. Effect này. Tự nhiên này. Rốc này. Da này. Đây là mình lựa chọn tự nhiên nhưng mà cũng không ưng rồi mình chỉnh. Chỉnh có cái cần bát đấy nhưng mà test nó ở đâu ấy. Ba level đây. Không thể chép đâu. Phải mò thôi, có mà phải mò thôi. Nó đã chuyển chế độ Bluetooth. Cái này khó phết, lằng nhằng phết.